sở hữu một tài khoản Facebook có độ tin cậy và tương tác tốt trong thời kỳ này như một báu vật. Giải pháp giúp bạn xây dựng nick Facebook tự động hiệu quả mà không cần tốn thời gian. Lên lịch đăng bài, lên lịch tương tác, comment, tự động kết bạn và còn rất nhiều tính năng bá đạo khác. Truy cập ngay atpsoftware.vn để trải nghiệm miễn phí. VinFast Free chính thức lộ diện, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020. Theo kế hoạch, dòng xe VinFast Premium sẽ rẻ hơn từ 20-30% so với đối thủ cùng phân khúc. Sau 10 ngày triển khai thu hút gần 1 triệu lượt truy cập và bình chọn, 7 mẫu xe Pre được người Việt yêu thích nhất đã chính thức lộ diện. Các mẫu được chọn đều có ngôn ngữ thiết kế hiện đại theo phong cách châu Âu, đều lồng ghép một số chi tiết văn hóa Á Đông và đặc biệt phù hợp với thị hiếu của thị trường Việt Nam. Kết quả bình chọn cho thấy các thiết kế của Pininfarina đã chiến thắng áp đảo ở cả 3 phân khúc A, B và C, trong khi Alto Design và Torino Design chia đều hạng D với mẫu sedan và SUV. Cụ thể, với thiết kế xu hướng công nghệ cao, tinh tế và mạnh mẽ, mẫu A18 của Pininfarina đã dẫn đầu ở phân khúc xe hạng A cỡ nhỏ. Tại hạng B Hatchback SUV, mẫu B26 của Pininfarina vượt trội nhờ những đường nét táo bạo và tinh xảo, đặc biệt là ở mặt trước. Pininfarina cũng giành phiếu lớn nhất ở hạng C với hai thiết kế sedan C29 và SUV C31. Trong khi sedan C29 gây ấn tượng với thiết kế đơn giản, tinh tế thì mẫu SUV C31 lại có hình dáng tổng thể đồ sộ, mạnh mẽ với hình khối 3D sắc sảo. Hạng D tiếp tục là nơi tỏa sáng của Alto Design với thiết kế D35 sedan thanh lịch và sang trọng, với đường gân chạy dọc thân xe tạo hiệu ứng trải dài liền mạch cùng những chi tiết tạo điểm nhấn ở cả phía trước, hai bên hông và phía sau xe. Riêng hai mẫu xe cỡ lớn SUV hạng D và xe gia đình MPV, số phiếu ủng hộ dồn hẳn cho Torino Design với mẫu SUV D59 và MPV 0564. Trong khi SUV D59 có thiết kế cá tính mạnh mẽ cùng đường viền mạ chrome xung quanh lưới tản nhiệt và điểm nhấn ở biểu tượng VinFast, thì MPV 0564 cũng chiếm được lượt bình chọn áp đảo nhờ thiết kế mô phỏng dòng nước chảy qua thềm đá tạo cảm giác vừa mềm mại vừa cứng cáp, mang cảm hứng từ công viên quốc gia Bạch Mã và thác Trĩ Sao. Điểm chung của các mẫu được chọn là mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại theo phong cách châu Âu nhưng khéo léo lồng ghép các chi tiết tinh tế mang biểu tượng của văn hóa Á Đông phù hợp với thị hiếu của số đông người dùng tại Việt Nam. Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt dòng xe Premium, viết tắt là Pre, vào năm 2020 với mục tiêu xây dựng một danh mục sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, đáp ứng được tất cả các nhu cầu của những nhóm khách hàng riêng biệt. Ngọc Anh, theo Nhịp Sống Kinh Tế, cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.